Và thưa quý vị thân mến, có thể nói mỗi một vị khách mời khi đến với sự kiện ngày hôm nay, họ đều sẽ có những cảm xúc và những sự chờ mong rất riêng. Nhưng đối với những người yêu thích điện ảnh thì đây là một sự chờ đón. Bởi lần đầu tiên sẽ là sự kết hợp 3 trong 1 giữa vẻ đẹp thuần khiết trong mặt hồ quang trương với Nguyễn Nhật Ánh, những khung hình tuyệt đẹp qua góc nhìn đạo diễn Victor Vũ và âm nhạc giàu chất lãng mạn và thực sự của Phan Mạnh Quỳnh. Và thưa quý vị thân mến, chắc chắn một dự án phim thành công sẽ còn kể đến, đó là sự góp mặt của dàn diễn viên trong phim. Chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Trần Nghĩa, Trúc Anh, Khánh Phương. Trăm không giống gì hết, tại vì khách thực sự khách rất là ngạc nhiên về cái giải pháp lần này, thì các bạn rất là hồn nhiên và các bạn có một cái có thể nói là một cái sự thu hút rất là đặc biệt. Và khách rất là hy vọng những sự khách chưa coi thì khách không biết các bạn thì được như thế nào, nhưng mà khách nghĩ các bạn sẽ làm một chuyện rất là lớn. Bên con của Nhật Anh và dàn cast lần này, đâu là lý do chính để anh ra rạp ngày hôm nay ạ? Thứ nhất là kịch bản, thứ hai là đạo diễn, khách rất là ngưỡng mộ anh Victor từ xưa giờ. Và theo cast nó quá là mới, quá là trẻ và rất là nhiều sự ngạc nhiên. Và đó là ba yếu tố khách nghĩ xứng đáng để tất cả mọi người, chứ không riêng gì khách đến với đạo lần này. Dạ, Dũng mắt biết và chị em phim có chị Thanh Hằng đó anh. Vậy thì anh đánh giá là phim nào sẽ thắng rồi đạo lần này? Tại sao mình không ủng hộ cả hai phim? Thứ nhất, hai phim đều là phim Việt Nam, thì Khánh nghĩ nhiệm vụ của khán giả Việt và đặc biệt của Khánh là phải ủng hộ cả hai. Hôm nay coi phim này, ngày mai coi phim kia. Cá nhân anh thì anh thích phim nào hơn? Cá nhân Khánh thì Khánh mới coi chị em rồi, Khánh chưa có mắt biết cho nên Khánh chưa có thể nhận xét phim nào hay hơn. Nhưng mà hai phim là hai đề tài hoàn toàn khác nhau nên Khánh nghĩ không thể so sánh được. Dạ, vậy thì so với một phim mà đầy drama và kịch tính như là chị em thì anh nghĩ mắt biết có thể. Thế mạnh của mắt biết là thế mạnh tuổi thơ, tất cả đều có tuổi thơ và đây là một cái gì đó có thể gửi gắm và nhắc nhở mọi người về cái tuổi thơ của mình, và Khánh cảm thấy vô cùng là hào hứng để đi xem phim. Dạ, ở đây gần đây á, bạn Trúc Anh là một người của vai Hà Lan trong phim, thì bạn có nhận định là Hà Lan của bạn là một người hướng nội, vì là một người đã xem qua nguyên tác, thì anh đánh giá như thế nào về những cái Hà Lan của Trúc Anh ạ? Khánh nghĩ bạn có một cái nhận định rất riêng và không có nhận định nào nó có thể ảnh hưởng đến gia đình nào cả, và đây là một nhận định có thể nói là khá là sâu sắc, và Khánh rất là hy vọng mọi người có thể đồng cảm với bạn. Tôi được trò chuyện với Victor Vũ, xin chào anh. Có lẽ cho phép tôi được đại diện cho khán giả nói tâm sự của mình là khi mà tôi nhìn vào trailer của bộ phim. Còn những hình ảnh mà đã lan truyền trên mạng xã hội từ khi mà biết về bộ phim tới bây giờ, tôi vẫn không thôi xúc động khi nhìn thấy. Rất mong chờ được biết mối tình ấy được thể hiện trên điện ảnh như thế nào. Đó là sự mong chờ của chúng tôi. Còn phía anh mong chờ điều gì từ khán giả ngày hôm nay ạ? Trước hết, tôi xin lời xin chào đến tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Vì cả năm qua có rất là nhiều tình cảm từ phía khán giả để dành cho bộ phim này, và tôi cảm thấy rất là biết ơn và rất là hạnh phúc. Victor, đầu tiên muốn cảm ơn anh Nguyễn Nhật Ánh